Thế môn nào là môn có được coi là sở trường của bạn ạ? Em hướng hơn về các môn xã hội và em nghĩ là môn học sở trường của em là môn lịch sử ạ. Vậy thì bạn tìm thấy niềm vui gì khi đọc cuốn sách lịch sử ạ? Em nghĩ là khi mà mình đọc và tìm hiểu lịch sử thì mình sẽ có thể tìm hiểu là những cái về văn hóa ở những cái thời trước của mình như thế nào, và mình cũng ở qua những cái trận kháng chiến hoặc là trận đánh thì mình cũng có thể tìm hiểu được cách mà cha ông ta đã tài tình đánh giặc ạ. A few moments later. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Các thí sinh hãy tập trung và chú ý, và thử thách ngày hôm nay ở phần thi vượt chướng ngại vật đó chính là các bạn hãy tìm ra một ẩn số gồm có 6 chữ cái. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Minh Châu. Em sẽ lựa chọn hàng ngang thứ hai ạ. Hàng ngang thứ hai gồm có 7 chữ cái. Sushi và trà đạo là nét đặc trưng của quốc gia nào? Và lần này thì chúng tôi xin được chúc mừng bạn Minh Châu, Thành Đạt và Hoàng Anh, mỗi bạn có thêm 10 điểm. Người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Lương Việt. Em chọn hàng ngang số 1 ạ. Hàng ngang số 1 gồm có 4 chữ số. Các bạn hãy tìm một số tự nhiên có 4 chữ số với chữ số hàng chục và hàng đơn vị, lần lượt là 0 và 5. Nếu bỏ bớt chữ số hàng đơn vị sẽ được một số mới nhỏ hơn số cần tìm, 1715 đơn vị. Rất tiếc, ở câu hỏi này thì chưa bạn thí sinh nào đưa ra câu trả lời. Vậy là hàng ngang này sẽ còn phải được bỏ ngỏ. Bây giờ thì Thành Đạt sẽ là người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang. Xin mời Thành Đạt. Em xin chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 6 chữ cái. Ba vị vua nhà Nguyễn đã dũng cảm chống lại ách cai trị của thực dân Pháp và phải chịu cảnh lưu đày là vua Hàm Nghi, vua Thành Thái và vị vua nào nữa? Chúng tôi đã được lắng nghe tiếng chuông trả lời từ bạn Lương Việt. Xin mời Việt. Câu trả lời của em là Duy Tân. Câu trả lời của Việt là Duy Tân. Việt có vẻ đang rất đăm chiêu, bạn đang suy nghĩ gì ạ? Em đang nghĩ đến là vua Duy Tân. Nếu mà nói đến Duy Tân thì chúng ta có thể nhắc đến phong trào của đất nước Nhật Bản, đồng thời Duy Tân cũng là tên của một vị vua yêu nước. Và em nghĩ là cái hình ảnh của chướng ngại vật hôm nay là hình ảnh gia đình vua Duy Tân. Và tất nhiên em cũng làm thao tác đến số chữ cái. Và bạn đã kịp làm rồi đúng không ạ? Dạ vâng. Tuy nhiên rất tiếc, không phải là đáp án chính xác. Tiếp tục một tiếng chuông nữa, lần này là đến từ bạn Minh Châu. Câu trả lời của em là Đông Du ạ. Minh Châu đã nhấn chuông một cách vô cùng quả quyết và tự tin. Châu đã suy nghĩ kỹ chưa? Em suy nghĩ kỹ rồi ạ. Em nghĩ từ hàng ngang này thì chính là đáp án mà bạn Việt đã trả lời. Và em nghĩ là chướng ngại vật ngày hôm nay thì sẽ liên quan đến em nghĩ là từ Duy Tân và Nhật Bản, thì em suy ra là đây là phong trào Đông Du ạ. Vậy hàng ngang đầu tiên con số sẽ là gì ạ? Câu này thì em cũng chưa tính ra ạ. Và con số đó là con số 1905, cũng là năm đầu tiên của phong trào Đông Du. Xin chúc mừng Minh Châu! Vậy là Minh Châu đã gia tăng số điểm của mình với 40 điểm. Bây giờ Minh Châu đã có 80 điểm và đang tạm về nhì trong đoàn leo núi với câu trả lời xuất sắc vừa rồi. Xin chúc mừng Minh Châu! Chúng tôi đang muốn nhắc tới phong trào Đông Du 1905 tới 1908 là một phong trào cách mạng tiêu biểu ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 với mục đích kêu gọi những người thanh niên Việt Nam ra nước ngoài, cụ thể là Nhật Bản, để học tập, chuẩn bị lực lượng, chờ thời cơ để giải phóng đất nước. Vâng, và lực lượng nòng cốt cổ động và thực hiện phong trào Đông Du này đó chính là Duy Tân Hội và Phan Bội Châu.
Và mặc dù là phong trào Đông Du chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, tuy nhiên đây được coi là một trong những phong trào yêu nước nổi bật nhất của nhân dân Việt Nam đầu thế kỷ 20. Và một điều đặc biệt đó là rất nhiều thanh niên đã tham gia trào lưu này, sau này đã trở thành những hạt nhân quan trọng trong những phong trào cách mạng tiêu biểu của Việt Nam mình trong công cuộc giải phóng và giành lại độc lập cho đất nước. Và hình ảnh về chướng ngại vật ngày hôm nay mà các bạn chưa kịp lật mở hết đó chính là hình ảnh về những lưu học sinh của phong trào Đông Du. Và một lần nữa xin được chúc mừng Minh Châu là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật này. Minh Châu đã phát huy rất tốt sở trường lịch sử của mình, rất là đúng lúc đúng không ạ? Và chúc các bạn thí sinh sẽ giành được những số điểm thật cao trong phần thi tiếp theo.